Lại là em Thành Auto đây. Thì hôm nay em Thành Auto xin giới thiệu và chào bán đến các bác một chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2011, số tự động máy xăng 2 cầu 2.7 các bác nhé, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Thì Fortuner luôn là một cái thương hiệu đẳng cấp của Toyota đúng không ạ? Một cái dòng xe đẳng cấp của Toyota. Và giá trị của nó thì các bác cũng biết rồi, được dân Việt chúng ta rất là ưa chuộng đúng không ạ? Nhưng mà giá em này hiện nay thì chưa bằng một con Vios số sản đâu ạ. Chưa bằng một con Vios số sản đâu các bác nhá. Vâng, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng cái đường nét trên chiếc xe này. Đấy, trực diện là cái phần đầu xe đây. Thì các bác có thể thấy là hai bên hai cái cụm đèn pha nó còn rất là đồng đều màu nhau, nó không bị lệch lạc tông màu, và đã được trang bị đèn bi xe lông siêu sáng luôn. Kết hợp với nó là cái cặp đèn halogen trợ sáng cho nó rất là tốt, giúp là chiếc xe này có ánh sáng nó rất là dễ nhìn. Đây các bác nhìn các cái khớp lối đây ạ. Để nhìn những cái khớp lối đây nhá, nó khớp khít và nó chuẩn chỉ như thế này. Đấy, các nhìn đi ạ. Những cái đường liền lạc đây nó rất là đồng đều, nó không bị trên to dưới bé đúng không ạ. Cái đường khớp lối liền lạc giữa cái lắp cabo và cái phần đầu xe đây. Đấy, khít và nó đều. Bề mặt lắp cabo đây ạ, phẳng căng và luột là như thế này. Phẳng căng và luột là như thế này. Đấy, không sườn xe bên ghế phụ đây ạ, phẳng phiu và luột là luôn. Đó, hình dung ra là nó không có một vết lồi lõm cong vênh nào. Thì chiếc xe này cam kết cho các bác là không có chuyện đâm đụng tai nạn ở cái phần hông sườn xe bên ghế phụ ạ. Tay nắm cửa đã được bọc chrome, tay nắm cửa đã được bọc chrome ạ. Đấy, giúp chiếc xe nó chống chảy xước rất là tốt này. Đấy, được dán thêm tem mát, dán thêm tem mát khá là bắt mắt đúng không ạ. Đây, tổng thể cái toàn cái thân xe đây các bác nhìn này. Đấy, được dán thêm tem mát nó rất là bắt mắt. Đấy, na răng đúc 6 chấu, phanh ABS trang bị đầy đủ rồi. Lốp láp đây còn khá là mới, khá là mới, đạt đánh giá khoảng tầm 85%, 85% về cái độ mới. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Nhìn xe nó Fortuner nhìn nó rất là khỏe khoắn, chắc chắn đúng không các bác. Đăng kiểm em này còn đến tháng 6 năm 2021, dài như là cầu Nhật Tân rồi. Đấy, cụm đèn gầm đây sáng choang luôn các bác nhá. Đấy, cụm đèn gầm và cụm đèn pha bên này đấy ạ. Cụm đèn pha bên ghế tài đây cũng trong veo trong vắt và không kém cạnh gì so với cụm đèn pha bên ghế phụ cả. Đó, cụm đèn gầm cũng vậy các bác nhá, rất là nét. Quay xuống sát xi gầm bệ cho các bác cùng ngó nhá. Đấy, sau 9 năm sử dụng, sau 9 năm sử dụng nhưng mà cái chất lượng sát xi gầm bệ của nó đây, đã nhìn nhẹ nó còn sáng loáng và nó không han gì mối mọt, không han gì mối mọt nhá. Những cái con ốc đây nó còn sáng choang như thế này này các bác này. Đó, nhìn những cái con ốc đây thường xuyên chịu mưa gió nhưng mà nó vẫn sáng choang luôn, nó vẫn sáng choang luôn các bác nhá. Đấy, nhìn chất lượng một chiếc xe chúng ta phải nhìn qua những cái ấn tượng nó là như vậy ạ. Hông sườn xe bên ghế tài đây ạ, phẳng căng và nột nà luôn, phẳng căng và nột nà luôn. Đấy, thì cũng tuyệt đối là không có chuyện đâm đụng ở cái phần hông sườn xe bên ghế tài. Các bác nhìn đi ạ, form dáng của chiếc xe còn rất là chất. Lốp láp mới cứng cựa luôn, lốp láp mới cứng cựa luôn các bác nhá. Khe rãnh còn rất là sâu. Đấy, quay ra cái phần đuôi xe để cho các bác nhìn tổng quan cái phần đuôi xe nhìn lên. Từ cái phần đuôi xe nhìn lên thì các bác có thể thấy hai bên hai cái cụm đèn hậu ấy nó cũng còn rất là đồng đều màu nhau, không bị lệch lạc tông màu. Từ từng những cái đường led liền lạc, cái đường khớp lối đấy ạ, nó vẫn còn khít và nó chuẩn chỉ như thế kia. Xe đã được tích hợp hai cảm biến ở phía đằng sau, trang bị camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, biển 34 các bác nhá. Một cái vùng đất rất là lành lặn đúng không ạ? Rất là lành lặn, không gần biển, cũng không có đồi núi. Các bác nhìn đi ạ, bề mặt cụm đèn hậu đây không một vết xước sát chảy xước, nhìn nó đẹp và nó hoàn hảo như thế này. Đấy, không múc em này thì còn múc em nào ạ? Không múc em này thì còn múc em nào? Đi sang bên này để cho các bác cùng ngó qua này. Đây, cái cụm đèn hậu bên này đây. Đấy, các cái đường khớp lối liền lạc đây ạ, nó khít và nó chuẩn chỉ như thế này, nhìn nó rất là phê đúng không ạ. Rồi, bây giờ thì em sẽ lật luôn cả cái lắp cốp này lên để cho các bác xem qua cái lắp cốp này. Đấy, các bác nhìn đi ạ, bên trong nội thất rất là mới đúng không, nội thất rất là mới đấy ạ. Đấy,
ốc ác, ốc bản lề này còn nguyên nhá. Đó, bác nhìn ạ, ốc ác nó còn rất là mới này, chưa bị cái cà lê mỏ lết là động vào đây nhá. Xe chúng em nhập thì luôn luôn là những cái chiếc xe hàng tuyển, được anh em chọn lọc rất là kỹ lưỡng, được anh em chúng em chọn lọc rất là kỹ lưỡng, nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng những chiếc xe tại showroom của Âm Thanh Auto. Xe thì luôn luôn cam kết cho các bác là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, có giấy tờ cam kết bằng văn bản cho các bác đàng hoàng đầy đủ luôn nhá. Nên là về các bác hình dung ra là về hành lang pháp lý, chúng em là một công ty nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm tuyệt đối ạ. Đấy, bây giờ sẽ bước vào bên trong nội thất để cho các bác cùng ngó qua chi tiết nội thất của chiếc Toyota Fortuner số tự động máy xăng sản xuất năm 2011 này. Đấy, tổng quan cái táp ly đây ạ, còn rất là mới đúng không ạ. Các cái khớp lối đây, đường keo chỉ đây ạ, keo chỉ đây ạ, zin đét theo xe, các cái nút giảm chấn còn nguyên và các cái đánh dấu ở trên những cái phím chỉnh điện đây nó còn sáng trưng như thế này này, các bác nhìn này ạ. Và hoạt động rất là trơn tru, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, tổng quan cái khoang lái, nơi mà các bác ngồi trực tiếp điều khiển chiếc xe này đây ạ, nét nẹt luôn, ghế da căng mọng căng mồi. Đấy, em này thì hình như là đã được bọc ghế da mới rồi, bọc ghế da mới rồi nhá, bọc ghế da mới rồi. Đấy, gương kính chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện này. Đấy, vô lăng đây, vô lăng đây tương đối là ok đúng không các bác, tương đối là ok. Đấy, màn hình Android cũng đã được trang bị này, màn hình Android cũng đã được trang bị này. Đấy, ổ đĩa DVD đầy đủ rồi, điều hòa auto nhá các bác nhá, điều hòa auto đây, chỉnh hai cầu một cầu đây. Đấy, chỉnh hai cầu một cầu đấy ạ. Đấy, táp lô đây rất là mới đúng không ạ, táp lô rất là mới, nhìn rất là phê luôn, táp lô rất là mới nhìn rất là phê luôn. Trần đây, trần nỉ nhưng còn khá là sáng sủa và đẹp đẽ đúng không ạ, không một vết bẩn, không một vết bẩn, không một tì vết. Đấy, ta cái táp ly bên kia đây. Đấy, các bác nhìn đi ạ. À, bây giờ lật cái lắp cabo lên cho bác xem nhé. Hàng ghế thứ hai thì đã bọc lại ra ghế mới rồi thì cũng không cần phải xem nhiều lần gì vì nó còn rất là đẹp, nó đã mới rồi thì nó quá là đẹp luôn đúng không ạ. Đấy, bây giờ sẽ ra để lật cái lắp cabo lên cho các bác xem qua cái động cơ, trái tim của chiếc xe này xem nó như thế nào nhá. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Vạch sơn, vạch sơn của những cái con ốc kia nó còn sáng trưng luôn. Một cỗ máy hoàn hảo của Toyota, độ bền của Toyota thì không cần phải bàn cãi rồi ạ. Nó xứng đáng gọi là cái thương hiệu nồi đồng cối đá. Người Nhật người ta đã sản xuất ra những chiếc xe nào ấy thì nó luôn luôn là bền bỉ ạ. Các cái thương hiệu đến từ Nhật Bản luôn luôn cho chúng ta một cái cảm giác an toàn về sau cái thời gian sử dụng đúng không ạ. Đấy, nhìn ạ, rất là chất lượng đúng không. Đấy, sắt xi rồi là tôn chiếc kia, nó còn sáng loáng như thế kia. Đấy, thì vừa rồi em đã giới thiệu nhanh qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ của chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2011, số tự động máy xăng đang có mặt tại showroom của Ấn Thành Auto. Em xe này thì em chào bán công khai đến các bác là 450 triệu đồng cho chiếc Toyota Fortuner này. Thì giá trên thì chắc chắn là còn bớt lộc cho bác nào thiện chí alo ngay cho Ấn Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ báo giá chi tiết nhất cho các bác thông qua Zalo. Còn bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Âm Thanh Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để ủng hộ Âm Thanh Auto. Còn bây giờ em xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.